Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một sự cố nhỏ không quá nghiêm trọng nhưng cũng là một sự cố có thể xảy ra trong ngành hàng không. Các bạn hãy quan sát kỹ quá trình cất cánh của những chiếc máy bay thuộc đội bay của Vietnam Airlines sau đây. Và nếu để ý kỹ thì sau khoảng 8 đến 10 giây sau khi máy bay rời khỏi mặt đất, các phi công sẽ điều khiển cho máy bay thu bộ càng đáp lại. Đầu tiên là một chiếc Airbus A350-900. Kính thưa các bạn, có một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể nhiều bạn không biết. Đó là di chuyển bằng đường hàng không có tính an toàn cao nhất. Rủi ro từ việc sử dụng máy bay ít hơn rất nhiều so với đường bộ, đường sắt và đường biển. Và hàng không Việt Nam cũng thuộc top đầu thế giới về an ninh an toàn. Có một chỉ số là chỉ có 16% các hãng hàng không trên thế giới có chứng chỉ an toàn khai thác quốc tế IOSA được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cấp. Quan trọng hơn, 3 hãng hàng không của Việt Nam, đó là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific, nay là Pacific Airlines, đều nằm trong danh sách này. Mới đây nhất, Bamboo Airways đã gia nhập đội ngũ khi ngày 3 tháng 1 năm 2020, Bamboo Airways đã nhận chứng nhận đánh giá an toàn khai thác IOSA từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA. Thời điểm máy bay rời đường băng, và thời điểm nó đã gặp bộ càng đáp. Tiếp theo là một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner ở góc nhìn từ phía đuôi. Máy bay đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng 25L, sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng không là một ngành đặc thù khi tất cả các hãng hàng không hoạt động trên thế giới đều phải tuân thủ một số những quy định và chuẩn mực chung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác. Đây là thời điểm máy bay rời khỏi đường băng. Và đây là thời điểm nó đã gập bộ càng đáp thành công. Vâng, đã có 787-9 thì phải có 787-10 cho đủ bộ. Và đây là một chiếc Boeing 787-10 đặc biệt, chiếc máy bay thứ 100 của Vietnam Airlines. Máy bay mang số đăng ký VNA873 và đây là một góc quay nhìn ngang thân máy bay. Sự cố hàng không là điều không mong muốn nhưng có thể xảy đến với bất cứ quốc gia nào, bất cứ hãng hàng không nào trên thế giới. Trước mỗi chuyến bay, một loạt các hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tuy vậy, không có điều gì là tuyệt đối, luôn có khả năng xảy ra các sự cố từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng. Trong video này chúng ta sẽ gặp được một sự cố kỹ thuật nhỏ không quá nghiêm trọng. Mình nhấn mạnh lại là không quá nghiêm trọng. Sự cố xảy ra trong quá trình máy bay Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và đây là thời điểm chiếc Boeing 787-10 rời đường băng. Và bây giờ nó đã tiến hành gập càng đáp thành công. Còn thiếu A321 nữa là đủ bộ các máy bay của Vietnam Airlines. Đây là một chiếc A321neo. Thời điểm máy bay rời đường băng. Và thời điểm nó đã gập càng thành công.
Như vậy là chỉ khoảng 8 đến 10 giây sau khi rời đường băng, máy bay sẽ gặp cảng. Và đây là nhân vật chính của video lần này, chiếc máy bay A321neo. Máy bay đã gặp phải một sự cố kỹ thuật nho nhỏ nên không thể gặp cảng đáp ngay sau khi cất cánh. Theo một số người am hiểu về kỹ thuật máy bay thì đây là lỗi kỹ thuật của tàu bay, nên quy trình của Airbus yêu cầu phi công để giữ nguyên cảng đáp trong 1 phút sau khi rời khỏi đường băng rồi mới thu lên. Có thể quá trình chờ này để cho vận tốc xoay của bánh giảm đi trước khi thu cảng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát sự cố gặp phải đối với máy bay này nhé. Đây là thời điểm máy bay rời khỏi đường băng. Chúng ta có thể quan sát thấy cảng đáp vẫn chưa được thu lại. Vâng, máy bay đã bay khá cao và xa rồi. Bộ cảng đáp vẫn chưa được thu lại. Và cuối cùng thì cảng đáp cũng đã được thu lại rồi. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.